sa tế, mình dùng nồi chiên không dầu, rất là ngon và rất là nhanh các bạn ạ. Thì mình có một con mực ở đây, mình đã rửa sạch bằng nước muối. Và bây giờ mình cùng ướp gia vị nhé. Mình đã chuẩn bị ở đây có một thìa cà phê sa tế, mình cho 1/3 thìa cà phê dầu. Đây là sa tế của mình. Nửa thìa cà phê bột nêm, 1/3 thìa cà phê hạt tiêu và đây là sả. Bây giờ chúng mình cùng làm gia vị và ướp và mực nhé. Bây giờ sa tế mới lại dầu ăn ở đây là 1 thìa cà phê, sả, nước tương. Trộn xong rồi nhé, nó lên cái màu rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ ướp với mực chừng 10 phút. Bạn ơi, bây giờ mình đã ướp gia vị vào trong mực rồi nhé. Bỏ phía bên trong một mực nhé. Rồi để cho gia vị nó ngấm đều. Khoảng độ 10 phút thì chúng mình sẽ bỏ vào nồi air fry. Nồi chiên không dầu mình chiên nhé. Rất là nhanh các bạn. Các bạn ơi, đây là cái nồi chiên không dầu nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái miếng giấy bạc, mình ngót ở dưới để chút nữa mình muốn lấy lại cái nước sót của con mực. Các bạn ơi, ở đây mình có 2 muỗng canh dầu ăn nhé. Mình sẽ quét lên cái chỗ giấy bạc này để cho nó chống dính. Các bạn có thể dùng cái bơ. Bơ thì sẽ rất là thơm. Hôm nay mình hết bơ rồi cho nên là mình chỉ dùng dầu ăn. Mình quét lên giấy bạc và sau đó thì còn thừa thì mình sẽ đổ lên trên con mực. Bây giờ mình đã nướng được 6 phút rồi thì mình lấy mực ra và mình lật cái mặt sau lên để cho hai mặt nó cùng giòn nhé các bạn. Và mình nướng thêm 6 phút nữa là xong. Mực đã chín rồi, rất là thơm ngon các bạn ạ. Và dùng nồi chiên không dầu thì rất là tiện lợi cho những bạn đầu bếp mà bận rộn giống như là mình. Và đây là một cái món mà chồng mình rất là thích khi mà uống cùng với bia. Và khi mỗi khi mà có bạn bè mà đến chơi bất chợt đấy, các bạn có thể làm món này lên cho chồng nhậu cùng với bạn thì rất là ngon và rất là nhanh. Các bạn thử làm nhé. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.